Hello, xin chào anh em. Lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coin68. Thì ở trong tuần này thì mình muốn cùng với anh em đồng hành trên một cái chủ đề mà mình cho rằng là tâm điểm của tuần này. Nó cực kỳ quan trọng nha anh em. Tại vì nó liên quan đến một cái bộ phận mà mình hay gọi đây là một cái phòng tuyến cuối cùng của Bitcoin. Đó chính là bộ phận thợ đào ha anh em. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra đối với một cái bộ phận thợ đào là vốn được cho là những người chiến sĩ mà đã gắn bó rất là bền chặt và rất là kiên quyết, mặc dù là giá BTC là liên tục giảm như vậy. Vậy thì chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì như anh em đã thấy trên màn hình của mình á, thì trong tuần này chúng ta đã nhận được một cái tin khá là sốc. Đó chính là một cái ông lớn của ngành đào Bitcoin, Core Scientific. Thì đây là một cái công ty cực kỳ lớn về ngành đào Bitcoin anh em. Nếu mà mình không muốn nói là một trong những công ty lớn nhất luôn. Đó, một trong những công ty lớn nhất ở Mỹ, được niêm yết trên sàn chứng khoán và hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái ngành đào này, thì đã phá sản rồi. Thì á, có những cái thông tin tổng quan mình được chia sẻ ngắn gọn sau đây cho anh em. Đó chính là cái việc mà Core Scientific phá sản là do là họ không có đủ nguồn tiền mặt, và cũng như là họ không có đủ những cái chi phí để mà trang trải cho cái việc mà hoạt động kinh doanh của họ nữa. Đặc biệt ở đây chính là đào Bitcoin. Và cái việc mà Scientific phá sản như vậy thì mặc dù họ phá sản nhưng mà họ vẫn nói rằng là cái hoạt động kinh doanh khai thác của họ là họ vẫn duy trì một cách nó bình thường, để mà họ có thể đào ra thêm Bitcoin để mà lấy cái đó bán ra, có thể là lấy tiền để mà trả nợ lại cho các chủ nợ và nhà đầu tư ha anh em. Vậy thì cái lý do tại sao mà cái việc Core Scientific lại bị phá sản như vậy, và đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái ngành đào BTC của chúng ta, thì anh em thấy đó, như mình đã trình bày ở đầu video thì Core Scientific rất là lớn, và khi một ông lớn đã ngã gục rồi thì chắc chắn cái khả năng mà hiệu ứng domino xảy ra bởi những cái công ty nhỏ khác nữa là rất là cao. Và cái việc mà mình luôn nhắc đi nhắc lại với anh em như trước đây, khi mà chúng ta thấy là cái việc mà thợ đào họ phòng tuyến cuối cùng mà họ lại ngã quỵ như vậy, thì đó là một cái tín hiệu rất là xấu đối với thị trường chung của chúng ta nha. Rồi, vậy thì là lý do tại sao mà ở đây mình sẽ chia sẻ đối với anh em, thì có lẽ là một số anh em sẽ cảm thấy bất ngờ, là tại vì vào năm 2021 anh em, những cái người mà được hưởng lợi nhiều nhất là chính là ai? Đó chính là những cái công ty khai thác như Core Scientific. Thì ở đây mình có lưu giữ lại một số cái data, một số cái dữ liệu để chứng minh cho anh em thấy được rằng là sao, rằng là anh em có thấy đây không? Tức là cái hiệu suất mà cái lợi nhuận từ cổ phiếu thôi nha, từ cổ phiếu của những công ty đào Bitcoin thôi, thì nó đã bật rất là mạnh hơn so với giá BTC được giao dịch ở trên thị trường giao ngay. Cái đó nó đã thể hiện được rằng là cái biên độ lợi nhuận của những công ty này đem về rất là lớn. Nếu mà anh em cứ giả sử anh em lấy cổ phiếu của họ được giao dịch trên những cái sàn như là sàn Nasdaq đi, đó mà nó lại tăng trưởng cực kỳ mạnh hơn Bit nữa, mà họ lại đào ra Bit nữa, thì có phải là lợi nhuận của họ nhận được hai đầu đúng không? Nó rất là lớn. Vậy lý do tại sao mà họ lại bị sập như vậy? Thì chúng ta hãy nhìn vào cái biên độ ở đây thì mình chia sẻ cho anh em một tí, tức là cái giá BTC mà để họ đào ra đó, để mà họ có thể được hòa vốn đó, thì trung bình thì bây giờ nếu mà họ muốn hòa vốn thì Bit phải đạt là 19.202 USD. Đó, mà bây giờ giá hiện tại của BTC là chỉ là 16.000 thôi, tức là bây giờ họ đang phải chấp nhận lỗ tầm khoảng từ 2 đến 3.000 anh em, từ 2 tới 3.000. Vậy thì cái lý do tại sao hồi nãy mình có nói rằng là cái biên độ trong năm 2020 và năm 2021 của họ, giữa cái việc họ khai thác và cái việc mà họ có được BTC, họ lại được lời lớn như vậy. Ngoài cái việc mà cổ phiếu của họ tăng tốc cực kỳ mạnh, tăng đến dường như là gần 1.000% chẳng hạn, gần 600, gần 1.000%. Đó là đã là một cái đầu lợi nhuận rồi. Mà cái việc mà họ nắm giữ Bit ở cái đoạn này đó, khi Bit dao động ở tầm khoảng 40 tới 60.000, thậm chí là 69.000, họ còn lời hơn nữa. Lời hơn cái đường màu xanh này, tức là cái giá thành khai thác của họ đó, tức là họ lời hơn. Nhưng mà tại sao bây giờ họ lại phải chịu một cái cảnh nó điên rồ, như kiểu là anh em đang là tỷ phú, anh em đang có rất nhiều tiền, tự nhiên bây giờ Bit chỉ cần sập một cái thôi, bây giờ họ lại không có còn đủ tiền để mà họ duy trì nữa, và họ phải buộc phải phá sản. Thì câu trả lời nó nằm ở cái việc là họ reinvest anh em. Tức là sao? Tức là khi mà họ đạt được một cái biên độ lợi nhuận cực kỳ lớn ngay chỗ này nè, thì dường như đến năm 2022 những cái ông lớn này và những cái công ty khai thác họ dường như họ không có điểm dừng. Và ở đây mình dùng từ reinvest là sao? Tức là họ tái đầu tư anh em, họ tái đầu tư. Mà cái việc tái đầu tư của họ đó thì dường như là nó hơi quá tay. Thì tại sao mình lại nói quá tay? Thì anh em mình có một cái số minh chứng ở đây cho anh em. Thì anh em thấy á, ở trên màn hình của mình đây, thì chúng ta đã có những cái hash rate đúng không? Những cái hash rate ở Mỹ là chiếm cao nhất là 37,84%. Sau đó chúng ta có Kazakhstan và chúng ta có Nga. Đó, thì tại sao cái hash rate này nó được bung ở Mỹ như vậy? thì những cái công ty khai thác đó là những công ty khai thác được niêm yết ở tại Mỹ, và cái việc mà họ tái đầu tư là họ mua rất nhiều những cái dàn máy đào khai thác anh em. Thì anh em thấy được rằng là họ mua rất nhiều dàn máy đào khai thác, mà những cái máy đào đó đó thì họ mua với một số lượng lớn, và mình không có tính là những cái máy đào cũ đây nha. Tại vì là những cái máy đào cũ thì chắc chắn là cái hiệu suất của nó sẽ không có bằng những cái máy đào mới rồi. Ở đây là họ đặt hàng, những cái máy đào mới từ Bitmain. Và thậm chí anh em còn nhớ một cái thông tin là đã có những cái công ty công nghệ lớn họ cho là những cái chip đào mới không, thì những cái ông lớn này đó mấy ông cũng đặt luôn đó. Và tiền ở đâu, mấy ông đặt số lượng lớn như vậy, có thể là tiền lời từ những cái vấn đề mình vừa chia sẻ là do biên độ ăn quá nhiều vào năm 2020 và 2021, một phần nữa là đi vay. Thì anh em hãy nhớ lại đi, kể từ sau vụ Luna thì mình đã đề cập rất nhiều về những cái vấn đề mà những cái ông đào, những cái ông lớn ngành khai thác này. Thì lúc đó mình có nhắc cho anh em một cái chi tiết mà cực kỳ quan trọng, đó chính là theo một cái thống kê vào tầm khoảng tháng 6 và tháng 7 của năm 2022, thì bên cạnh cái việc là họ biết giảm thì những cái ông này đó mấy ông chịu một cái áp lực rất là lớn về mặt chi phí, đúng không? Nhưng mà một phần đó thì cũng có những cái khoản nợ rất là lớn, và tổng lại hết thì nó rơi vào tầm khoảng 4 tỷ. Nó khớp với những cái gì mà mình đã chia sẻ trong cái video trước đó. Nếu mà anh em quên rồi thì chúng ta hãy lục lại cái đó để mà chúng ta xem đi, thì mình có chia sẻ rất là kỹ ở trong cái video đó. 4 tỷ. Anh em nhớ nhé, 4 tỷ mà Jin vay để đầu tư vào những cái dàn máy đào đó. Ngoài cái việc mà tiền mấy ổng bung ra, thì anh em nghĩ là cái lượng mà tái đầu tư của mấy ổng là rất là lớn. Và cái việc mà tái đầu tư như vậy thì nó cũng đã khiến một cái mặt tốt là sao? Nó khiến một cái mặt tốt là đưa cái lượng hash rate ở Mỹ tăng đột biến lên. Thì hash rate là gì thì dành cho anh em mình chưa biết, là tức là một cái những cái chỉ số để mà tính toán đóng góp vào cái sức mạnh đào Bitcoin để mà có thể mà đóng góp vào mạng Bitcoin, bảo vệ mạng Bitcoin, thì đó là hash rate. Và Mỹ là dường như là sau những cái việc mà đầu tư lớn như vậy thì dĩ nhiên là hash rate của Mỹ là đã tăng lên cực kỳ nhanh chóng rồi. Và ở đây mình có những cái ở đây mình sẽ có những cái công ty mà anh em thấy được rằng là tại sao mình lại nói là họ lại tái đầu tư lớn như vậy, thì họ tái đầu tư với một cái số lượng cực kỳ lớn. Nên ở đây chúng ta thấy rằng là những cái công ty mà nắm giữ Bitcoin được niêm yết trên sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, thì trong đây là hầu như phần lớn là những công ty thuộc về đào Bitcoin. Tại vì lúc đó là cái ngành đó nó rất là hot anh em. Anh em cứ thử nghĩ xem, năm 2021 không có một cái ngành nào mà tự nhiên đem lại một cái lợi nhuận cực kỳ lớn như là đào Bitcoin cả. Và thậm chí hồi nãy mình vừa trình chiếu cho anh em xem là lợi nhuận của họ còn rất là cao. Và nếu chúng ta nhìn lại một cái bức tranh cũng ở chính cái thống kê của Bitcoin Treasury này á, thì vào cái năm 2021 anh em, ngoài chúng ta có MicroStrategy, chúng ta có Tesla, những cái khoản đầu tư của những cái ông này đó nó chỉ x2, x3 thôi. Nhưng mà đối với những cái công ty khai thác như là về Marathon, về Riot Blockchain, về những cái công ty như là Bitfarm hay là Argo Blockchain, thì những công ty này cái khoản đầu tư Bitcoin của họ đó đều x5, x6 và thậm chí có những công ty là x8 lần cơ. Anh em có thấy nó khủng khiếp không? Đó, và cái điều đó họ tái đầu tư như vậy nên nó đã nâng cái mức số lượng nắm giữ Bitcoin của họ đào ngày càng nhiều. Nên vì thế chúng ta dễ hiểu khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin Treasury, chúng ta thấy là hầu như những cái top đầu này đều là những cái ông mà thuộc ngành khai thác mà thôi. Đó. Và chúng ta hãy trở lại một cái phép tính mà hồi nãy mình có nhắc ở đầu video cho anh em, một cái phép tính đơn giản thôi. Thì cái ông lớn mà Core Scientific đó, thì cái ông lớn mới vừa phá sản đó, thì ở đây mình có một cái báo cáo dường như là tầm quý 3 của ổng, khi mà trước cái khi phá sản thì ông cũng đã thông báo với nhà đầu tư và giới truyền thông rằng là sao? Rằng là bây giờ công ty ổng đã gặp khó khăn rồi, và ổng cũng sẽ quay đổi cái chiến lược là ổng đào bao nhiêu thì ổng sẽ bán ra bấy nhiêu để mà duy trì công ty. Nhưng mà dường như những cái nỗ lực đó của Core Scientific vào thời điểm đó nó không có đáng kể để bây giờ ông phải phá sản. Thì chúng ta có một cái chỉ số ở đây khá là quan trọng, khi mà anh em thấy được rằng á, vào quý 3 thì Core Scientific có nói rằng là trung bình mỗi ngày thì Core Scientific đào được 36,9 Bitcoin. Thì bây giờ mình tính một phép tính đơn giản cho anh em, là mình lấy cái này là tròn là 37 Bitcoin một ngày đi, thì chúng ta hãy có một cái phép tính đơn giản như sau. Thì chúng ta lấy 37 một ngày, rồi chúng ta nhân cho giá của BTC. Mình cho là cái giá của BTC hồi nãy mình nói là cái giá huệ vốn, mình trình chiếu cho anh em xem là 19.200 đúng không? Bây giờ mình cho tròn là 20.000 luôn để cho chúng ta dễ tính với nhau. Thì trung bình một ngày đó thì Core Scientific đào được 740.000 đô đó. Rồi, và chúng ta nhân cho 30 ngày là một tháng thì được 22,2 triệu đô. Rồi chúng ta nhân cho một năm là nhân cho 12 tiếp, thì trong vòng một năm nếu mà với một cái tốc độ đào như vậy đó, mỗi ngày được 37 bit thì Core Scientific chỉ thu về được khoảng là 266,4 triệu đô mà thôi. Thì anh em thấy 266,4 triệu đô đối với một cái công ty lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán, nó khác với những cái cá nhân đào nhỏ lẻ hay những cái tổ chức đào nhỏ lẻ mà họ đã gặp những cái biến cố từ Trung Quốc họ chạy qua. Cái điều đó là điều khác hoàn toàn nha anh em. Ở đây mình xin lý giải một tí, tức là sao? Tức là những công ty khai thác được niêm yết trên sàn chứng khoán là họ phải chịu một cái áp lực quản lý luật pháp nó rất là nặng nề. Cái đó là cái thứ nhất. Thứ hai là họ phải có một cái cơ cấu tổ chức hệ thống cực kỳ rõ ràng và minh bạch. Tức là sao? Tức là họ phải có công ty nè, đó, công ty có nhân viên, có sổ sách đàng hoàng, rồi họ phải có nhiều chi phí như là trả lương nhân viên, rồi đóng thuế. Nó giống như một cái công ty truyền thống bình thường anh em, nhưng mà nó ở một cái quy mô lớn hơn. Và thậm chí nó có một cái điểm nữa ở đây, tức là những công ty khai thác này họ không phải là họ có bỏ tiền ra họ mua cái máy khai thác là họ về họ đào, mà họ sẽ có những cái bên trung gian mà mình hay gọi là bên môi giới, như là chúng ta có Computer Note cũng mới vừa phá sản luôn. Đó là một cái bên môi giới rất là nổi tiếng về cái việc mà hỗ trợ dữ liệu cũng giống như là hỗ trợ năng lượng cho những cái công ty này. Tại vì là bây giờ anh muốn đào thì anh phải có nguồn điện hợp lý, đúng không? Anh không thể anh đặt ở một cái địa điểm nào đó để mà anh đào được. Đó thì Computer Note tức là một cái bên môi giới trung gian về cái việc mà cung cấp dữ liệu, cung cấp năng lượng cho những cái trang trại đào của những công ty này, thì cái chi phí môi giới đó cũng phải ăn chia đồng đều với nhau. Nên vì vậy cái con số mà mình mới vừa đưa ra cho anh em là 266 triệu đô một năm với 37 Bitcoin được đào mỗi ngày, thì anh em nghĩ nó có đủ trang trải chi phí, có đủ trang trải chi phí chưa? Cái đó là về mặt chi phí nha, chứ mình chưa nói tới những cái về mặt như là đầu tư máy đào, cái chiến thuật mà reinvest là có lời rồi xong rồi lại lấy một cái đống đó rồi vay mượn thêm để mà mua thêm một đống máy đào nữa. Thì cuối cùng bây giờ khi mà giá của BTC là 16.800 thì anh em nghĩ là ông lớn như Core Scientific có chịu nổi nữa không? Thì ở đây mình có một cái minh chứng nó dường như là nó rõ hơn như vậy, là cái con số mà 266 triệu đô này đó thì anh em thấy nó dường như là nó chỉ bằng cái chi phí tái đầu tư của những cái công ty tương ứng với Core Scientific thôi. Mà ở đây mình xin lấy một cái ví dụ tương đồng, đó chính là về Marathon, một cái ông lớn cũng dường như là xem quy mô với Core Scientific. Thì ở đây là vào tháng 8 năm 2021 nha anh em, thì Marathon đó đã đầu tư lại, đã mua thêm 30.000 máy đào Bitcoin tương đương với 120 triệu đô. Rồi chúng ta có cuối năm 2021 thì cũng chính Marathon đã tậu thêm 78.000 máy đào trị giá gần 900 triệu. Thì chúng ta cứ tạm lấy một cái con số là 900 triệu, chúng ta cộng cho 120 triệu thì mình lấy tròn là 1 tỷ đi. Đó, mình lấy tròn là 1 tỷ đô. 1 tỷ đô để reinvest, để tái đầu tư lại, để cầm, để mua thêm máy đào để mà mong muốn có thêm lợi nhuận. Nhưng mà 1 tỷ đó mà so với 266,4 triệu doanh thu được, cái doanh thu từ Bitcoin được sản xuất ra, với cái giá Bitcoin là 20.000 thì trong vòng 1 năm cái con số 1 tỷ và cái con số 266 nó quá là chênh lệch nhau. Và trong vòng 1 tỷ đó thì nó chỉ bao gồm chi phí máy đào thôi. Đó. Và 266 triệu này là nó phải còn bao gồm chi phí máy đào nè, rồi chi phí vận hành, rồi những cái chi phí râu ria mà mình vừa chia sẻ cho anh em. Thì anh em nghĩ coi bây giờ cái trường hợp của những thợ đào bây giờ họ đang bị gì? Đó, chúng ta sẽ dễ dàng có một cái câu trả lời thôi, đúng không? Và không chỉ Core Scientific đâu, mà ở trong vòng một tháng qua chúng ta cũng đã có nhiều cái tín hiệu mập mờ của những cái ông lớn khác, như là chúng ta có về Argo Blockchain, chúng ta có về Iris Energy, chúng ta có về những cái như là về Riot cũng có nữa, và Bitfarm bây giờ họ cũng đang cố gắng gồng. Đó, và đặc biệt là Marathon Digital bây giờ họ cũng đang cố gắng gồng, và chúng ta không biết được rằng là sẽ đến một ngày nào đó cái hiệu ứng domino này nó sẽ xảy ra nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng là anh em cũng phải nên cẩn thận về cái việc này ha anh em. Rồi đây cũng là những cái thông tin mà mình cũng muốn chia sẻ và gửi gắm đến cho anh em, cũng như là mong anh em rằng là chúng ta hãy cực kỳ cẩn trọng ngay trong giai đoạn này. Tại vì là thợ đào đó như mình đã chia sẻ là phòng tuyến cuối cùng, và bây giờ đã dần có hiệu ứng đổ vỡ rồi, và giá BTC bây giờ cũng đang ở một cái thời điểm rất là nhạy cảm khi mà ở gần Giáng sinh nữa, một cái thời điểm mà mình cho rằng là thị trường chứng khoán Mỹ và tất cả những thị trường tài chính truyền thống khác họ đã bắt đầu cash out ra để mà họ đón chào một cái năm mới, đón chào một cái dịp Giáng sinh. Đó, nên vì thế là cái dòng chảy tài chính nó sẽ không có được thúc đẩy mạnh mẽ như ở trong năm đâu. Và dĩ nhiên thị trường crypto của chúng ta cũng sẽ bị một cái phần tác động nào đó thôi. Nên anh em hãy cực kỳ cẩn trọng vào giai đoạn này ha. Đó, mình xin nhắc lại, chúng ta đã có những cái đợt xả cực kỳ mạnh của thợ đào. Tháng 3 năm 2020 là dịch Covid, và ngày 19 tháng 5 năm 2021 khi mà Trung Quốc áp đặt những cái biện pháp răn đe để mà đuổi thợ đào ra khỏi nước của họ. Đó, hai cái sự việc này mình luôn nhắc lại hoài với anh em, và mong rằng là anh em sẽ nhớ những cái lần đó BTC đã đâm cực kỳ mạnh như thế nào, chia 3, chia 2 chỉ trong vòng cỡ khoảng vài ngày thôi. Đó, rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye.